khi mà chúng ta trồng hoa cúc thì những cái bận như hiện tại là Thiện đang cầm trên tay là đã xuất hiện rồi. Khi mà họ trồng xuống và khi mà cây đã lên ấy thì nó đang bị hiện tượng là bị vàng đọt này quý anh chị này. Thì cái biểu hiện của cái bận vàng đọt này nếu mà chúng ta mà không có phát hiện ra sớm ấy thì chúng ta sẽ khiến cho cái cây này này nó không phát triển được đâu. Khi mà nó phát triển ra mà nó bị vàng đọt như vậy, nó sẽ khiến cho cây không phát triển lá được và dẫn đến hiện tượng bị sùi, không phát triển được lá. Thì khi mà cây hoa cúc của quý anh chị ấy mà trồng ấy là nó cứ bị xéo 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 như vậy là quý anh chị này. Đấy, thì nghĩa là do cái bận là bị vàng lá này nó gây ra này quý anh chị. Đấy, cái bận này hiện tại ấy là nó rất là nguy hiểm trên cây hoa cúc. Thì khi mà cái cây hoa cúc này này thì nó thường xuất hiện vào trong cái giai đoạn là mình bấm đọt nhá quý anh chị. Đây, khi mà bấm đọt như vậy này thì bắt đầu là nó sẽ bị cái hiện tượng là bị vàng lá như vậy. Ngoài ra ấy, là mình đã gặp nhiều trường hợp mà khi mà cây con mới ra được tầm 4-5 lá thì khi mà đâm đọt ra ấy, thì cũng bị hiện tượng đọt vàng như vậy. Đấy, khi mà quý anh chị mà trồng cây mà hoa cúc mà để ý nếu mà phát hiện ra có đọt vàng như vậy ấy thì hãy chữa bận cho nó luôn nhá, để tránh tình trạng là bị đọt vàng như vậy dẫn đến tình trạng là cây của chúng ta không phát triển được, làm cho chúng ta bị mất mùa. Khi mà cây của chúng ta bị vàng như vậy ấy, mà mất mùa không phát triển được ấy, thì quý anh chị sẽ mất rất là nhiều tiền nhá. Nếu mà quý anh chị không biết cái phương pháp chữa bận sau đây mà mình sẽ chia sẻ cho quý anh chị. Để mà chữa cái bận này ấy, thì chúng ta không có phải là phun ở trên lá đâu quý anh chị, bởi vì cái bận này này nó sẽ nằm ở phía dưới rễ và đất nhá quý anh chị. Để mà chữa được dứt điểm cái bận này ấy, hôm nay mình xin giới thiệu đến cho quý anh chị cái bộ sản phẩm mà sẽ giúp cho cây hoa cúc của quý anh chị trị được cái bận là vàng lá này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn sử dụng cho quý anh chị. Sau khi mà quý anh chị đã xác định được cái bận và vàng lá trên cây hoa cúc thì đầu tiên ấy là quý anh chị sẽ sử dụng một cái hộp Lalitha này và một cái chai Amino này. Thì hai cái sản phẩm này quý anh chị sẽ pha chung với nhau và sử dụng được cho 400 lít. Quý anh chị sẽ tưới ở phía dưới gốc cho mình nhá. Thì khi mà quý anh chị ấy là tưới ở dưới gốc ấy, ngoài trị cái bận vàng lá này ra ấy, thì cái bộ sản phẩm này của mình ấy sẽ giúp cho cây hoa cúc của quý anh chị ngừa được cái bận lở cổ rễ và cái bận chết rù nhá quý anh chị. Đấy, bởi vì cái bộ sản phẩm này ấy ngoài chức năng giúp cho cái cây của mình phục hồi cho săn lá ra thì còn có chức năng là giúp phòng ngừa Phytophthora và Fusarium rất là hiệu quả nhờ vào 21 chủng vi sinh nhá quý anh chị. Nhờ vào 21 chủng vi sinh. Đấy là cái hộp này nhá. Đấy, sau khi quý anh chị là tưới cái bộ này sau 3 ngày thì quý anh chị sẽ tưới cái chai này nhá quý anh chị. Một cái chai này quý anh chị cũng sử dụng cho 400 lít luôn thì sẽ giúp cho cây hoa cúc của quý anh chị là săn lá tức thì sau 3 ngày nhá. Thì khi mà quý anh chị sử dụng hai cái bộ này xong là sau 3 ngày là cây của anh chị sẽ săn nhá quý anh chị. Rồi, nếu ai mà cần tư vấn thêm nhá về cái cây hoa cúc này thì hãy nhấn xuống cái số điện thoại mình đang để ở phía dưới đấy. Đấy là số Zalo của mình đấy. Thì quý anh chị có câu hỏi gì hãy đặt trên bình luận hoặc là muốn nhắn tin cho mình để tìm hiểu về bộ sản phẩm này ấy, thì hãy cứ nhắn tin cho mình nhá. Đây là bộ sản phẩm mình đã cứu cho rất là nhiều người trồng cây hoa cúc mà bị hiện tượng là xù màu gà. Đây, quý anh chị nhìn này, cái hoa cúc này nó cứ bị vàng này đấy. Đấy, mình đã cứu cho rất là nhiều các quý anh chị bị cái bệnh này nhá. Nếu mà quý anh chị mà sử dụng không đúng thuốc ấy là cây của anh chị vẫn không phát triển được tốt nhá. Cái bộ sản phẩm này là quý anh chị xài vô là nó sẽ săn liền. Và đặc biệt luôn là đang có chương trình là mua một hộp này tặng kèm một chai Amino. Thì cái bộ sản phẩm này nó sẽ bao gồm là một hộp Lalitha. Và hộp Lalitha là hiện tại là đang có chương trình là tặng kèm một chai Amino. Đấy, mà tính tiền vẫn bằng giá nha quý anh chị nhá. Vẫn đằng giá nhưng mà mình được tặng một chai Amino. Chai Amino sẽ giúp cho cái lá của quý anh chị nó phát triển tốt hơn và to ra này. Ngoài ra mình sẽ sử dụng thêm một chai Bala này nữa. Khi mà quý anh chị sử dụng cái bộ sản phẩm này thì sẽ giúp cho cây của quý anh chị là chữa được cái bệnh vàng lá xù mèo gà trên cây hoa cúc này nhá. Rồi, chúc quý anh chị là trồng cây hoa cúc năm nay được phát triển cây tươi tốt và bán được rất là nhiều tiền và được một mùa hoa Tết được bội thu nha quý anh chị. Nếu mà quý anh chị có cần thắc mắc gì về cây hoa Tết thì hãy cứ nhắn tin cho mình. Mình sẽ hướng dẫn tư vấn cho quý anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị sang video tiếp theo.